Cái đó là quan trọng ở anh. Ok em. Em quan điểm của em là đàn ông phải chủ động, mà em cũng thẳng thắn lắm. Anh chỉ cần em cho anh một quay gym thôi, anh sẽ cố gắng đốt thành một đống lửa to. Quá dữ. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi mời em gái giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Mỹ Duy, em năm nay 26 tuổi ạ. Em đến từ Đồng Nai. Em đang làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Đồng Nai. Rồi mời nhà trai. Dạ lời nói đầu tiên em chào ban tổ chức chương trình bằng muốn hẹn hò. Chào MC Quyền Linh, chào chị MC Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ. Rồi, chào toàn thể khán giả quý vị đang xem bằng chương trình, và đặc biệt bạn gái ở bên kia là chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe. Em tên là Nguyễn Thanh Long, sinh năm 92. Công việc hiện tại em đang làm ở Đồng Nai. Quê quán em Đồng Tháp. Ồ, Đồng Nai em ở đâu? Long Thành? Ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhân Trạch. Còn dạ, bạn kia Đồng Nai ở đâu vậy? Dạ em ở Định Quán. Cũng xa à? Cũng hơi xa xíu nhưng mà cũng trùng chung một tỉnh ha. Dạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm cho công ty cơ khí, chuyên là làm những cái kèo nhà thép của xuất khẩu nước ngoài á. À rồi, có ưu điểm khuyết điểm gì em? Ưu điểm em thì ca hát. Ca hát. Khiêu vũ. Tại em cũng không đam mê khiêu vũ. Khiêu vũ luôn? Dạ. Rồi hồi nhảy khiêu vũ thử coi xem sao nha. À, với nấu ăn. Điểm yếu thì có thể là em hay tin người. Có nghĩa là nhiều người ta thấy người ta than than tí xíu thì mình lại động lòng. Nên điểm yếu đó em. Mời nhà gái. Nhà gái có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Điểm mạnh của em là em vui tính, đúng giờ. Dạ. Em run. Không sao, ở chị Lan nè, không có gì run hết. Điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi run. Điểm yếu là hơi run thôi nha mọi người, chứ không có gì hết trơn. Vậy thôi hả, còn gì nữa không? Em dễ xúc động á. Nó rung nhỏ quá hả? Rung quá cái xúc động luôn. Thôi vậy để chị qua chị quần nhà trai thôi. Em chào chị. Rồi nhà trai người ta... Chào nhà trai. Không có ghẹo được đâu, nhà trai không có rung đâu, bạn lĩnh lắm á. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình chị. Mối tình thứ nhất thì cách đây khoảng 5 năm, quen cũng được gần 2 năm. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì quen được 6 tháng, chia tay cũng hơn 3 năm rồi. Sao ngắn vậy? Tại vì qua tìm hiểu á chị, bạn nữ nhậu nhiều quá cho nên mình không có không nhậu lại đúng không? Nhậu lại hả? Chứ phần nhậu mà em cũng phải sợ luôn cho nên là thôi qua tìm hiểu vậy. Chứ phần sao mà cách lòng thì cho nên là chia tay tới giờ. Nói chung cũng không có gì sâu sắc. Để tôi coi bên đây có nhậu không? Trời ơi, nhậu thì nhậu vô tiếp. Dạ, đi được bình thường. Đấy, dễ thương quá, sao mà rung vậy? Mình có mấy mối tình rồi? Dạ con ly dị một người chồng, có một bé trai 4 tuổi. Ủa vậy đó hả? Lấy chồng sớm quá hả? Dạ. Lấy chồng được mấy năm? Dạ lấy chồng được 2 năm. Giờ ở với ai cưng? Dạ ở với em ạ. À giờ có hai mẹ con thôi. Dạ đúng. Có ai phụ em giữ bé không? Có bà ngoại. À, mới có bà ngoại là tuyệt vời. Coi như lấy chồng được 2 năm rồi chia tay hả? Dạ. Sao vậy? Lúc đó các con còn nhỏ tuổi quá nên là nóng tính á. Với lại hai vợ chồng nhỏ tuổi quá nên là không có tiếng nói chung. Không biết tìm cách để giải quyết. Đúng rồi, có đôi khi là chưa có nhiều kinh nghiệm đó. Thôi, chuyện đã qua rồi, bỏ qua đi. Bây giờ mình hướng về phía trước, bởi vì tuổi còn trẻ lắm ha. Bây giờ mình mong muốn có một mẫu hình lý tưởng về người chồng mình như thế nào? Dạ, cao trên 1m7. Cao 1m7? Dạ. Dạ, em 69. Dạ, em 69 ạ. 69 không được. Không ăn dài 69. Đôi dài. Còn đôi dài thì... Mang dài là 69 hả? Không, không mang dài 69, mang rồi, dài vậy 71 ngon rồi. Vậy lúc nào cũng mang dài cho chị, đi ngủ cũng phải mang dài luôn. Rồi gì nữa? Vui tính, hào sảng. Sảng khoái đúng rồi, lúc nào cũng sảng khoái. Hào sảng khác nha. Ủa vậy hả? Hào sảng khác, sảng khoái nha. Sảng là giống như công tử Bạc Liêu vậy đó. Trời dịch trời cho tới luôn vậy đó. Dân miền Tây dùng hay từ hào sảng là ta chân thành lắm. Chất phát thật thà. Có nhiều chơi bấy nhiêu. Rồi. Dạ một chàng trai thích football á, giống thích đi ăn đi uống ở ngoài. Tại con thích đi ăn ở ngoài lắm. À con thích ở nhà ăn. Nhà nó ăn con không biết nấu. Được không? Dạ được. Đây. Dạ được. Thì được thứ nhất về nấu ăn thì em có nấu ăn được. Và thứ hai đó thì hàng tuần hồi đó giờ thì cũng đi ăn, cuối tuần em đi ăn mình mà. Em có muốn tìm được một người để cuối tuần có thể đi ăn đúng không? Dạ cùng đi ăn. Hai chồng này là lấy nhau đi ăn ngoài không mệt lắm à. Mong muốn tìm một người vợ thế nào? Đầu tiên là phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Ừ. Lễ phép bên gia đình. Còn xinh đẹp em đối với em không quan trọng, tại vì
khi mà thí dụ người vợ mình xấu thì mình có thể đưa vợ mình đi spa hay là thăm kia để cho nó tô thêm cái đẹp hơn. Đi sửa sang chút nha. Còn xấu đẹp ở đây không quan trọng. Nhưng mà cô gái này là xinh, không cần phải tốn tiền luôn. Đúng rồi. Tuyệt vời. Cái chuyện cô gái có đứa con trai 4 tuổi thì sao? Dạ không sao ạ. Tại vì khi mà mình yêu thương một người mẹ đương thân á, trước mắt là mình phải yêu người con. Và thứ hai á, thì mình phải bù đắp những gì tất cả có thể để bù lại cho người phụ nữ đó. Hay quá, tốt rồi. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi ha. Dạ em đi cùng với chị gái ruột của anh gửi của em ạ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Nay em đến chương trình với chồng em, chồng yêu em, để đến đây để cổ vũ cho em kiếm được người yêu em. Ế lâu quá hả? Dạ, ế lâu quá em rầu quá chị. Sao thấy cô dâu tương lai sao nè? Dạ thấy em sao? Thấy em gái này rất là xinh, dễ thương, mà nói chuyện cũng trông có vẻ ngoan hiền thật sự. Em nói chung là em cần em dâu của em á nó chân tình là được. Chứ em không, cũng không có quan trọng gì vấn đề mà em ấy có con hay là có chồng gì. Nhưng mà nhiều khi cuộc sống hôn nhân mà đôi khi đổ vỡ là do đôi lúc lấy nhau về không hợp nhau đó, thì chia tay là chuyện bình thường. Nên em chỉ mong là hai em nó đến được với nhau và chân thành thôi. Cảm ơn nhà trai. Tuyệt vời đó à. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ em. Con chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Tôi đến đây chương trình là để hỗ trợ cho con gái tìm được chú rể ngoan và dễ thương để chọn bạn đời cho nó. Đối với tôi thì thấy cháu này thì rất là cũng ok mà dễ thương. Cái tánh tình nói mình chưa biết, nhưng mà cái cách nói chuyện qua thì mình cũng thấy có vẻ là rất hợp với con gái. Dạ con cảm ơn cô. Con có ngại gì con bé đã dạ. Có một đứa con như vậy đó. Con hứa với cô là con sẽ thương bé trai nhiều hơn người bố trước. Cô cảm ơn con. Được đó. Trai này hơi bị ok đó. Bà ngoại nghe con này ngoại xúc động lắm đó nha. Đó. Nên mình nói được là mình phải dạ. Làm được nghe chưa. Tại vì mình đã hứa trước con hãy. Đúng rồi. Mọi người, tất cả mọi người. Mấy chục triệu người xem đó. Dạ dạ. Mà nếu mình không thực hiện được thì là em hiểu thế nào rồi đó. Phải uy tín nha. Ừ, uy tín ha. Thôi. Bây giờ thôi. Đúng. Mở rào. Thôi mày, xin đó. Có gì nói em vô để. Ok. Anh đến đây có mua một con gấu bông để tặng em. Sau này anh công việc anh thì anh đi làm đêm, từng ngày từng đêm. Thí dụ như có làm đêm thì em nhìn gấu mà nhớ anh. Và cũng ngon. Cảm ơn anh. Em thích trồng cây lắm mà em trồng chết đó mà. Rồi, em tặng anh cây sen đá về anh chăm phụ em. Và nó cũng trùng hợp là anh cũng từng làm chăm sóc cây kiểng. Cảm ơn. Anh cảm nhận về em là một người con gái rất là xinh. Dạ, dễ thương. Còn em nghĩ anh về sao? Dạ em thấy anh cũng được. Thấy anh cũng chân thành. Tại vì tính của em bình thường em muốn ít nói lắm. Mà em cũng nhậu dữ lắm anh ơi. Không, nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu để mức độ. Giống như anh nhậu xong anh vừa rửa chén xong rồi mới đi ngủ. Còn như thí dụ như em nhậu xong anh rửa chén cho em rồi đi ngủ. Đó, cái tính của anh nhậu xong rồi rửa chén. Em cũng nóng tính nữa. Anh chịu được, tại vì tính anh nó hòa đồng, nó vui vẻ lắm. Tính của em không có thích càm ràm. Ok. Em cũng không có càm ràm luôn. Em chỉ nói một lần thôi. Nếu mà anh không làm thì thôi luôn, chứ em cũng không nói nhiều. Công chuyện của anh làm có được nghỉ nhiều không? Anh thì hiện tại là làm một từng ngày từng đêm, có thể là hai tuần ngày hai tuần đêm, là làm 12 tiếng gì đó. Thì cái thời gian á thì nói chung anh với em không, cũng không xa không gần. Quan trọng có cái động lực để có cái lý do để lên thăm em, thăm con, thăm mẹ thôi. Tuy là anh làm công việc thì nó hơi gọi là cơ khí, nó hơi nóng, môi trường thì nó nóng bức, nhưng mà anh là người đầy tình cảm. Quan niệm với anh á thì quan trọng trong tình yêu thì phải quan trọng nhất là phải nghiêm túc và chân thành. Em nghiêm túc. Theo em trong thời gian tìm hiểu khoảng bao lâu mới có thể bước đến tiến lên thì hôn nhân? Em nghĩ là không có đưa ra được cái khoảng thời gian nhất định á. Quan trọng mình đủ tin tưởng vào nhau. Dạ, cái đó là quan trọng ở anh á. Ok. Em quan điểm của em là đàn ông phải chủ động, mà em cũng thẳng thắn lắm. Anh chỉ cần em cho anh một cây diêm thôi, anh sẽ cố gắng đốt thành một đống lửa to. Quá dữ. Đến đây thì nói chung là anh thì thích hay ca hát. Anh xin một trình bày một đoạn trong một bài, một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử, hát Gõ Cửa Trái Tim.
Gõ cửa trái tim vang em được vào. Dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn ngóng em trong mở cửa. Xin hết ạ. Cái vụ thứ hai là nãy gì? Nãy mình nói mình khiêu vũ đó, giờ mình nhảy cha 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 một mình được không? Dạ được. Lan ra nhảy đi Lan. Trời ơi trời đừng. Thôi được rồi, nói chung là thể hiện tài năng lẻ lẻ được rồi. Vậy vui rồi. Bây giờ em muốn nói điều gì với bạn gái trước khi đưa ra quyết định? Theo anh em lại gần gần em nói đó. Đúng rồi, bạn nam tiến tới nắm tay bạn gái. Cho anh xin được nắm tay. Nhìn vào mắt bạn gái, bạn gái đứng lên nè. Thì nói chung là mình đã vượt qua bao nhiêu người khác để bước đến đây rồi. Và chương trình đã tìm kỹ lắm rồi mới được anh và em. Thì những cái nhỏ nhỏ ở ngoài thì mình tự tìm hiểu sau. Còn ở đây quan trọng là chỉ còn cách hai nút bấm thôi. Mình hãy bấm để tìm hiểu, để anh có trách nhiệm để lo cho em và con. Dạ yeah. Hai bạn hãy nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi chúng ta nói chuyện với nhau, những thông tin chúng ta trao đổi với nhau, và đặc biệt là cái cảm xúc khi mà chúng ta chạm tay vào nhau, ánh mắt của chúng ta nhìn nhau xem đó có phải là một nửa mà chúng ta đi tìm hay không, xem trái tim mình nó có rung động hay không. Mình sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3. Tôi cứ sợ cô gái này không bấm không à, tại vì cô gái này nhát quá. Thật ra đây là chàng trai đúng với em đó. Dạ. Anh thấy rằng em rất là thích tính cách của anh này đó. Thôi chúng ta nắm tay nhau đi. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ những gì hứa đã hứa với mẹ của em rồi. Bây giờ chỉ có mình thực thi những điều đó thôi. Và tìm cách nào đó chúng ta sẽ tạo điều kiện cơ hội nhau thật nhiều để gặp nhau thật nhiều nha. Cảm ơn chị. Dạ rồi, chào chị ha. Chị vào sau ha, thì em nói sơ là cái buổi hôm nay là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Mà sau buổi này thì mình sẽ, nếu mà được chọn phù hợp với tiêu chí để mình lên truyền hình á, thì sẽ có biên tập mình sẽ làm việc trực tiếp với mọi người và sẽ tìm đến cái người phù hợp nhất. Sau đó sẽ thông báo cho mọi người cái lịch quay, và mình cũng sẽ quay hình ở đây luôn, cái phim trường phía trong kia ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình trước ạ. Đầy đủ họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ạ? Dạ rồi ạ. Dạ chào mọi người, em tên Nguyễn Thị Thanh Vân, 40 tuổi. Công việc của em làm thợ may. Cái này là mình may tại nhà hay như thế nào chị? Dạ may tại nhà. Là mình có cửa hàng không? Dạ không. Lúc trước em làm công ty thời trang, nhưng mà về mẹ người ta biến, cho nên đó em làm ở nhà để tiền chăm sóc. Là mình may chủ yếu may về cái gì? Dạ thời trang cũng có. Ví dụ mặt hàng thời trang không có thì mình may bên ba lô túi sách. May cả ba lô túi sách luôn. Dạ. Có nghĩa là mình nhận hàng bên ngoài rồi về mình làm đúng không? Dạ, nhận hàng tại công ty. Nhận hàng công ty. Rồi ok. Quê anh mình là ở Hóc Môn luôn hả chị? Dạ gốc em Hóc Môn. Rồi ok, mời chị Vân chia sẻ về bản thân mình đi chị. Những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào á? Dạ nói chung em dễ xúc động lắm. Vậy hả? Làm gì xúc động? Sao mà xúc động? Nói chung là tính cách của mình không, cũng như là mình hiền quá đó. Những cái điểm có nhiều điểm yếu cho nên mình dễ xúc động. Là hồi giờ cái chuyện gì là mình dễ xúc động nhất? Chuyện gì là mình? Nó như tình cảm. Vậy đó hả? Tình cảm mình gặp vấn đề gì? Lớn lên là có chồng. Nhưng mà trong suốt mười mấy năm chung sống thì chồng có một nửa khác suốt mười mấy năm luôn. Là mình lấy chồng là năm bao nhiêu tuổi? Lớn lên 20 tuổi là đã lấy chồng rồi. Mà đó có kịp tìm hiểu gì kỹ chưa? Dạ không, nói chung là cũng có quen nhưng mà không, mình là không nghĩ tới hôn nhân, nhưng mà gia đình thấy người đó được thì người ta cho mình chấp chịu gì đó.
Rồi về ở với nhau bao lâu rồi sao mà biết anh đó có người khác tới tận mười mấy năm mà mình vẫn chấp nhận? Con bé lớn được 3 tuổi là em phát hiện người đó. Phát hiện sao? Ê, người đó qua lại với cái người đó là cô giáo luôn. Ồ, con dạ. Cô giáo của con mình đó hả? Dạ. Ồ. Không, cô giáo và cũng như là người đó Bình Dương á, nhưng mà người đó là cô giáo. Đúng lòng sầm dương vậy hả? Không, kiểu vậy đúng không? Là sao mình phát hiện qua tin nhắn hay như thế nào? Dạ, em nói chung là em phải đi đánh ghen với người ta. Hồi xưa là còn xài điện thoại bay á, là em nhìn trong điện thoại là có số là điện thoại nào phải dùng tính là em nghi ngờ. Tại vì mỗi lần đi là đi khổ. Tại đó là một là Bình Dương hay là Đồng Nai thôi. Là em mới tìm trong danh bạ là em thấy thằng máy dùng á, máy dùng Đồng Nai, Bình Dương á. Là em mới là em gọi tổng đài. Em mới tại nhà nó không quen ngay ở đó. Em mới gọi tổng đài hỏi là cái số mà dùng để ở đâu, là tổng đài hỏi là Bình Dương. Là bắt đầu là đặt mình điện thoại bàn nó có đăng ký địa chỉ nhà, sẽ nói ra là địa chỉ chủ hộ là tên gì. Là từ đó là em nói ra là ông nói là chị là quen người đó, em biết số điện thoại luôn, số điện thoại em biết trường người đó dạy luôn, số trường luôn mà, nhưng mà em không có đánh ghen người ta. Là kêu ra quán cà phê nói chuyện gì thôi, không có đánh ghen. Rồi sao cuối cùng là sao? Mà có ly hôn liền hay là vì con hay như thế nào? Chồng tức chắc về nhà luôn. Lúc em chưa buôn bán thì chắc về nhà cũng nói chuyện qua lại, nhưng chuyện nó không tình cảm. Chứ không phải mà em thương ra là sổ sàng chữ người đó này kia. Và sau đó em có mỗi một con gái ăn ăn cùng người đó, em làm chủ. Thì cũng có dắt người đó về ăn luôn, hai ba lần luôn. Nhưng mà em biết, nhưng mà mình làm ăn mình muốn làm lớn chuyện. Đợi chỗ mình nhận biết. Nhận biết cái người ta không có tôn trọng. Nếu mà người ta tôn trọng thì người ta không có thích người đó về nhà. Và biết mà càng ngày mình chịu đựng biết. Cái sau khoảng 5-6 năm, cái người đó nói với em á, là không qua lại với chồng nữa. Nhưng mà mình biết là người ta có chồng thì là giống là một cái bức bình phong gì đó. Là sau này ví dụ như thôi chồng quay lại giống với họ giống. Ví dụ quay ổng lâu gì lâu dài mà không có cưới. Bây giờ ví dụ giống cái gái lại cho người nào đó cưới. Ví dụ 5-2 năm đi vậy quay lại ổng cũng sao. Mà đúng như lời em nói. Em nói với người đó và thời gian sau cái người đó có gia đình, thế thì em mới cho cơ hội nó sang cái nhau sao. Rồi vậy hả? Bởi vì phụ nữ dễ yếu lòng lắm. Sang đi sao làm tập hai người quay tiếp tới bây giờ. Trời đất ơi. Tới bây giờ là bắt đầu em đi chị 2-4 năm. Mày mới đi mới có 2 tháng thôi là ba mẹ chồng em đi hỏi người đó với chồng. Trời đất ơi. Là sanh bé sau được bao nhiêu tuổi thì hai người này quay lại? Trời cũng mấy hả? Vậy đó hả? Hai tuổi là bây giờ là vẫn còn ở với nhau hay sao? Bây giờ em đi rồi hai người mới ba mẹ chồng cũng hỏi người đó thì hai người còn ở chung. Lúc đó mình cảm thấy như thế nào? Nói chung là lâu ngày vậy tháng sinh ra ở nhà ghen cũng đỡ, ai cũng ghen nó, mà ban đầu biết chịu đựng, biết là một thói quen. Là giống như giờ cảm giác giống là em muốn mà kiểu như vậy là để thoải mái. Em nói sống mà có chồng như vậy thì tốt hơn, mà không có chồng thì bảo gì cho cả. Chứ có chồng thì cũng như không. Mà sao cái lần một chị phát hiện sao chị không có ly hôn ly dị luôn, lúc đó kẹt cái gì hay sao? Tại lúc đó là mình không thể, mình sợ là ly dị ra là con mình sao, mình không biết mình có lo nó được không. Cho nên cứ vậy cứ bỏ qua, cho nên mới ghép một thời gian dài. Từ từ có lần là không đánh, không đòi ly dị là sạch lắm, không làm được. Chứ giờ mình nhịn quá, bây giờ xảo lên tiếng em làm luôn. Là bây giờ là hai con của mình được bao nhiêu tuổi rồi chị? Bé lớn 20. Bé nhỏ 20. Hai gái hay sao chị? Là đang ở với mình hết luôn? Không, bé lớn ở nhà em, bé nhỏ với ba. Vậy đó hả? Nói chung ba mẹ ở nhà chồng em, với nhà chồng em đi cũng 15-20 phút. Ủa sao bé nhỏ không ở với chị luôn? Nó sợ ba nó lắm. Lúc nào tòa là nó theo ba, cho nên là quyết định cho theo ba. Nhưng mà chị có qua lại thăm không hay sao? Dạ, cũng như đó đi học tại nhà gần rồi chị. Là từ đó giờ là ly hôn bao lâu rồi? Dạ, 4 năm. 4 năm rồi, rồi trong 4 năm đó thì chị có tìm hiểu ai khác không? Không luôn. Đi làm thì về cơm nước là vô phòng nằm coi điện thoại gì tới giờ ngủ. Rồi cái này là ai đăng ký cho chị hay sao? Dạ, ở nhà ai cũng kêu thôi đăng ký. Vậy đó hả? Bé lớn chị có biết mẹ đăng ký không? Dạ không, hai bé không đăng ký. Vậy đó hả?
Rồi coi như là bây giờ mình mong muốn một mẫu đàn ông như thế nào chị? Dạ. Mẫu bạn trai đàn ông mình mong muốn nó như thế nào? Dạ, nói chung là ít lo làm ăn, mình rượu chè với lại em giữ vuông với gia trưởng. Chà, mấy cái này rượu chè vũ phu bây giờ gặp mấy ông hỏi thì đương nhiên ông nào cũng nói không có rồi. Về ở mới bắt đầu lòi ra ha. Chứ mấy này là chương trình cũng chưa chắc xác minh được liền đâu. Hỏi anh có vũ phu không? Đương nhiên ông nào cũng nói không. Anh có nhậu không? Nhậu gì chứ. Rồi về bắt đầu mới từ từ mới lòi ra. Rồi bây giờ là về ngoại hình như thế nào chị? Dạ, nói chung là nhìn hiền cũng hậu là được. Thói giết đồ bình thường ha. Dạ, bình thường. Không to bụng hả? Không thích bụng bự phải không? Thói được nhưng mà đừng bụng bự ha. Rồi, mỗi người mỗi gu khác nhau ha. Rồi còn gì đúng không chị? Tuổi tác còn sao? Dạ, lớn hơn 400 tuổi được, đừng lớn quá. Nhỏ hơn thì sao? Bằng tuổi thôi hả? Dạ, bằng tuổi, bằng nhỏ hơn tuổi 2 cũng được. Rồi người ta cùng hoàn cảnh như kia với mình thì được đúng không? Dạ. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở người đàn ông thì nữa chị? Dạ, kỹ tính hả? Em không thích người kỹ tính. Không thích kỹ tính. Cái quan tâm người khác là được. Rồi ok, công việc của người này rồi ở đâu thì được, vùng miền rồi á. Dạ, nói chung là các tỉnh lân cận được. Các tỉnh lân cận vẫn được ha. Rồi, chị có ngoài may vá theo thùa ra thì chị còn có ca hát đồ được không? Nhờ chị giỏi may vá theo thùa này kia các thứ thôi đúng không? Dạ. Ok. Nói thì... chung là em cũng giỏi nấu ăn, em cũng là đặc biệt. Giỏi nấu ăn. Ok, có thể là nếu mà tham gia được đó, thì là chuẩn bị món ăn gì cho mình tự nấu cũng được ha. Dạ, khỏi cũng không sao đúng không chị? Thêm nội dung á, cái này liên quan đến nội dung nữa cho nên cái này biên tập sẽ trao đổi với mình ha. Rồi ok, cảm ơn chị Vân nha. Rồi đợi thông tin của chương trình. Rồi mình cố gắng phối hợp với biên tập để có nội dung tốt thì mới được phù hợp. Để đọc và hỗ trợ đấy nha. Đó. Rồi soi nữa. Rồi nấu xào ha. Rồi, em cảm ơn cả nhà. Cho em xin 5 phút để em chỉnh lại đèn chỗ bên này chút xíu nha. Anh ơi, chưa được ăn rồi anh ơi. Nhanh nhanh nhanh. Em đang quay BTS nha. Em bé đi rồi đây. Cho chị nuốt cho. Dưới gối rồi, dưới gối. Em ơi chú bác. Anh không có.
Bye-bye.